Kính thưa quý vị, thông tin về việc Campuchia bắn thử tên lửa đã lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông trong những ngày gần đây và điều này đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Một số ý kiến cho rằng đây là động thái mà Campuchia muốn gửi thông điệp cảnh cáo đến Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến kênh đào Phù Nam Tích Trô. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến khác cho rằng việc bắn thử này chỉ đơn thuần là để kiểm tra hệ thống vũ khí do Liên Xô sản xuất sau một thời gian dài lưu kho mà không nhằm vào Việt Nam hay làm gia tăng xung đột giữa hai nước. Theo thông tin từ các nguồn tin chính thức, vụ bắn thử tên lửa của Campuchia là có thật. Hãng thông tấn AFP đã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ông Tia Banh, cho biết, cuộc bắn thử thành công 200 tên lửa 122 mm BM-21 loại được đặt trên xe do Liên Xô sản xuất trước đây. Vụ bắn thử diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tập trận quân sự gần phi trường tại tỉnh Kampong Chhnang, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 80 km về phía bắc vào ngày mùng 4 tháng 3. Theo lời ông Teanh, việc này chỉ nhằm kiểm tra chất lượng và hiệu lực của vũ khí, không phải là dấu hiệu chuẩn bị chiến tranh với bất kỳ quốc gia láng giềng nào. Cũng theo hãng tin AFP, thủ tướng Hun Sen đã khẳng định rằng cuộc thử nghiệm này nhằm đánh giá các vũ khí Liên Xô và Trung Quốc đã lưu trữ lâu năm mà chưa được sử dụng. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về lý do Campuchia chọn thời điểm này để thực hiện vụ thử. Một số ý kiến cho rằng đây có thể liên quan đến những căng thẳng gần đây với Thái Lan, đặc biệt là các tranh chấp quanh ngôi đền Priya Vihir tại biên giới giữa hai nước. Các cuộc giao tranh giữa binh lính Campuchia và Thái Lan tại khu vực này đã từng dẫn đến thương vong cho cả hai bên. Ngoài ra, một số chuyên gia cũng cho rằng căng thẳng giữa Campuchia và Việt Nam về kinh đào Phù Nam Tích Trô có thể là yếu tố khiến sự kiện bắn thử này gây tranh cãi. Tên lửa 122mm BM-21 là một hệ thống pháo phản lực bắn loạt được thiết kế từ thời Liên Xô và Campuchia có thể muốn kiểm tra tính hiệu quả của hệ thống này sau thời gian dài không sử dụng. Về mặt kỹ thuật, BM-21 là một hệ thống phóng tên lửa đa nòng với 40 ống phóng được gắn trên khung xe tải, có khả năng phóng tất cả 40 quả tên lửa trong vòng 20 giây. Hệ thống này đã được sử dụng rộng rãi từ năm 1963 và được đánh giá là một vũ khí tác chiến hiệu quả ở tầm xa, dù độ chính xác thấp hơn các loại pháo thông thường. Việc phóng tên lửa nhanh chóng và gây sát thương diện rộng khiến nó trở thành một công cụ răn đe quân sự đáng gờm. Mặc dù các quan chức Campuchia khẳng định đây chỉ là một cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra chất lượng vũ khí, nhưng sự kiện này vẫn gây ra nhiều nghi ngại về mục đích thực sự của nó. Với khả năng tấn công nhanh và mạnh mẽ, BM-21 có thể trở thành một công cụ chiến lược để Campuchia gửi thông điệp tới các đối thủ tiềm năng. Nhận định này càng có cơ sở hơn khi gần đây, quốc gia này phải đối mặt với nhiều cuộc đụng độ căng thẳng trên nhiều mặt trận với các nước láng giềng như Thái Lan và Việt Nam. Đầu tiên là cuộc xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, bắt đầu từ tháng 6 năm 2008 và được xem như một sự leo thang sau nhiều thập kỷ tranh chấp về khu vực đất xung quanh ngôi đền Preah Vihear được xây dựng từ thế kỷ 11. Ngôi đền này có kiến trúc tương đồng với Angkor Wat nằm ở vùng Đông Bắc Campuchia, thuộc huyện Chua Miêng của tỉnh Preah Vihear gần biên giới với Thái Lan. Thái Lan tuyên bố rằng việc phân định cắm mốc chưa được hoàn tất ở những khu vực bên ngoài tòa án quốc tế đã ra phán quyết vào năm 1962. Cuộc tranh chấp trở nên căng thẳng hơn vào giữa tháng 7 năm 2008 khi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO chấp nhận đơn đề nghị của Campuchia đưa ngôi đền Preah Vihear vào danh sách di sản thế giới, khiến quan hệ giữa hai quốc gia trở nên nghiêm trọng. Không chỉ dừng lại ở đó, vụ tranh chấp còn lan rộng đến khu vực đền Tamuen, cách Priya Vihir, khoảng 153 km về phía tây, gần biên giới giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oda Minchay của Campuchia. Đến ngày nay, những tranh chấp tại khu vực nóng bỏng này vẫn chưa chấm dứt, đặc biệt khi các nhà hoạt động Thái Lan lo ngại rằng việc công nhận ngôi đền là di sản thế giới sẽ làm suy yếu yêu sách chủ quyền của họ đối với khu vực đất xung quanh. Vụ thử tên lửa gần đây của Campuchia có thể là một hành động gian đe Thái Lan, nhưng cũng có thể khả năng đây là một nước cờ chiến lược nhằm giải quyết cả căng thẳng với Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến kênh đào Phù nam Techro Theo thông tin mới nhất, Campuchia đã tiến hành động thổ dự án kênh đào gây tranh cãi này bất chấp yêu cầu của Việt Nam về việc cần tham vấn và đánh giá lại tác động tiêu cực của nó đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, trái ngược với thái độ hòa hoãn của Việt Nam dưới lãnh đạo Campuchia lại thể hiện lập trường cứng rắn và quyết liệt, thậm chí tuyên bố sẽ tiến hành dự án mà không cần bàn bạc với bất kỳ ai. Lễ khởi công kênh đào Phú Nam Tích Chồ do Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì vào đầu tháng 8 vừa qua dường như là một hành động thách thức Việt Nam. Campuchia đang đặt cược rất lớn vào sự hỗ trợ từ Trung Quốc, nhưng liệu họ có đối mặt với nguy cơ bị Trung Quốc vắt tranh bỏ vỏ khi không còn giá trị chiến lược? Trung Quốc dù đã cam kết viện trợ hàng tỷ đô la và giúp Campuchia cải tạo căn cứ hải quân Rim, thậm chí chuyển giao tàu chiến, vẫn nổi tiếng với việc rút lui khi các đồng minh không còn hữu ích. Nếu Campuchia tiếp tục dựa vào Trung Quốc mà không cân nhắc kỹ lưỡng, rất có thể họ sẽ phải hối hận với những hành động hiện tại khi Trung Quốc quyết định thay đổi chiến lược. Khi nhắc đến việc Việt Nam sở hữu tàu ngầm, nhiều người vẫn còn nghi ngờ và chế giễu, cho rằng tàu ngầm Việt Nam không thể so bì với tàu ngầm Trung Quốc hiện đại và rằng Việt Nam không có cơ hội mạnh bằng Trung Quốc. Tuy nhiên, đây chỉ là một cái nhìn phiến diện. Trên thực tế, Trung Quốc rất lo ngại trước lực lượng hải quân Việt Nam, đặc biệt là tàu ngầm Kilo mà Việt Nam sở hữu. Trung Quốc thậm chí còn thừa nhận rằng những tàu ngầm này có thể đe dọa nghiêm trọng đến tàu ngầm hạt nhân của họ. Gần đây, trang tin Stimson có uy tín của Mỹ đã đăng tải một bài viết đáng chú ý với tiêu đề tác động của kênh đào Phú Nam Tích Chô tại Campuchia và ý nghĩa đối với hợp tác sông Mekong. Bài viết này tập trung vào dự án xây dựng kênh đào Phủ Nam Tây chỉ ra những bằng chứng cho thấy dự án này vi phạm Hiệp định Mê Công năm 1995 và có tác động nghiêm trọng đến Việt Nam. Cụ thể, Ủy ban sông Mê Công Quốc gia Campuchia CNMC đã sai lầm khi đưa ra thông báo rằng đây là một dự án phụ lưu, trong khi thực tế kênh đào này rõ ràng nối liền với hai nhánh chính của sông Mê Công. Điều này cho thấy Campuchia cố tình lách quy định và tránh việc tham vấn trước với Ủy ban sông Mê Công MRC dự án này có thể chuyển dòng nước từ lưu vực sông mekong sang các khu vực ven biển của campuchia làm suy giảm lưu lượng nước chảy về đồng bằng sông cửu long của việt nam bên cạnh đó báo cáo của cnmc gửi mrc không hề đề cập đến việc con kênh này sẽ phục vụ tưới tiêu nông nghiệp một yếu tố quan trọng có thể khiến tốc độ dòng chảy chính của sông mekong vượt quá mức cho phép điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của việt nam đặc biệt là ở quy mô công nghiệp Ngoài ra, để bảo vệ kênh đào và các công trình liên quan khỏi tác động của lũ lụt, dự án Phủ Nam Tích Trô đòi hỏi phải xây dựng đề bao rất cao. Điều này sẽ chia cắt các vùng đồng bằng ngập lũ, ngăn chặn dòng lũ mùa mưa từ sông Mê Công vào Việt Nam, gây khô hạn và tổn thất lớn cho nền nông nghiệp. Mặc dù Campuchia hiểu rõ những tác động tiêu cực này, họ vẫn không cung cấp cho Việt Nam các thông tin chi tiết về kế hoạch xây dựng. Hiện tại, tài liệu duy nhất mô tả rõ ràng chức năng và tác động của con kênh là thông báo của CNMC gửi MRC ngày 10 tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, tài liệu này vẫn chứa nhiều thông tin mập mờ và thậm chí cố tình sai lệch làm giảm vai trò giám sát của MRC. Gần đây, bất chấp các ý kiến phản đối, Campuchia vẫn quyết định công bố ngày khởi công dự án Phủ Nam Tích Chồ. Ông Hun Sen, cựu Thủ tướng Campuchia và nay là Chủ tịch Thượng viện, tuyên bố rằng việc xây dựng kênh này là cần thiết để mang lại lợi ích cho đất nước bất chấp những lò ngại từ Việt Nam. Trên trang Facebook cá nhân, ông Hun Sen thậm chí còn khẳng định rằng Campuchia không cần phải tham vấn thêm bất kỳ quốc gia nào trong khu vực về vấn đề này và thúc giục chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Mặc dù Campuchia tuyên bố rằng kênh đào Phú Nam Tích Chô sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển và gia tăng sức cạnh tranh cho đất nước, nhiều chuyên gia phân tích cho rằng dự án này còn liên quan mật thiết đến Trung Quốc. Theo Campuchia, dự án ước tính tiêu tốn khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ và mất 4 năm để hoàn thành với sự tham gia của các đối tác Trung Quốc. Tập đoàn cầu đường Trung Quốc China Road and Bridge Corporation đã được xác định là đơn vị nghiên cứu tính khả thi và đầu tư vào dự án này thông qua hợp đồng BOT. Như chúng ta đã biết, Trung Quốc là một quốc gia từng xâm lược Việt Nam trong quá khứ, và hiện tại, nước này cũng đang có những căng thẳng với Việt Nam trên vùng biển đông giàu tài nguyên. Thời gian gần đây, Trung Quốc không ngừng lôi kéo Campuchia đứng về phía mình để nhận được sự ủng hộ về vấn đề Biển Đông. Bằng cách trao tặng nhiều món quà đắt giá và rót hàng núi tiền vào phát triển cơ sở hạ tầng, Trung Quốc đã hỗ trợ Campuchia triển khai nhiều dự án quy mô lớn mà điển hình gần đây nhất là dự án kênh đào Phủ Nam Tích Trô gây xôn xao dư luận. Mặc dù Trung Quốc luôn nhấn mạnh rằng sự giúp đỡ này nhằm thúc đẩy sự phát triển của Campuchia, nhưng ẩn sâu bên trong là mục tiêu gây thiệt hại cho nền kinh tế Việt Nam nhằm kìm hãm sự phát triển của đất nước hình chữ S. Campuchia dường như hiểu rõ mục đích này, nhưng vẫn cố ý làm ngơ để nhận lợi ích cho riêng mình. Tuy nhiên, Campuchia không nên quá lạc quan. Theo đánh giá của trang tin Stimson, việc Campuchia báo cáo không đầy đủ về kênh đào Phù Nam Tết Châu và vi phạm hiệp định Mê Công có thể mở ra cơ hội cho các quốc gia khác lách luật đối với các dự án ở thượng nguồn trong tương lai. Điều này đặc biệt nguy hiểm vì có thể gây ra tác động xuyên biên giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Campuchia. Hãy nhìn vào sự vô trách nhiệm của Trung Quốc trong dự án tại thành phố Sihanoukville của Campuchia, từng là trung tâm đầu tư bùng nổ của Trung Quốc vào năm 2010, khi Trung Quốc bất ngờ rút vốn, Sihanoukville đã trở thành thành phố ma với hàng trăm tòa nhà chưa hoàn thiện, không người ở. Điều tương tự có thể xảy ra với Campuchia trong tương lai bởi vì chỉ riêng năm 2022 Hội đồng Phát triển Campuchia đã phê duyệt khoảng 1,9 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài, trong đó 90% nguồn vốn đến từ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc trở mặt, Campuchia khó có thể lấp đầy khoảng trống đó bằng các nguồn đầu tư từ các nước khác. Chính vì vậy, Campuchia cần tỉnh ngộ trước khi quá muộn. Nước này nên cân nhắc lại quyết định xây dựng kênh đào Phủ Nam Tích Trô, vì dự án này không chỉ gây căng thẳng trong quan hệ Việt-Cam mà còn tạo ra những hậu quả lâu dài cho chính Campuchia một trong những chiều bài quen thuộc mà Trung Quốc sử dụng trong sáng kiến Vành đai và Con đường là cung cấp những khoản vay dễ dàng, không yêu cầu nhiều điều kiện khắt khe hay tính minh bạch. Tuy nhiên nếu không tính toán kỹ lưỡng, Trung Quốc có thể lợi dụng để thu hồi nợ, buộc các nước vay phải nhượng lại các cơ sở hạ tầng chiến lược với thời hạn lâu dài. Campuchia cần thận trọng để tránh rơi vào bẫy này. Sri Lanka là một ví dụ điển hình khi nước này đã phải cho Trung Quốc thuê cảng Hambantota trong 99 năm. Tương tự, Campuchia cũng trải qua một sự lột xác dưới bàn tay và nguồn vốn của người Trung Quốc. Dấu ấn của sự đầu tư này bao gồm các tòa nhà cao tầng, khu nghỉ dưỡng xa hoa và song bài hoa lệ mọc lên khắp các bờ biển. Mặt trái của sự hào nhoáng này là tình trạng đói nghèo, thất nghiệp, mất đất và bị bóc lột mà người dân địa phương phải đối mặt. Trái ngược với đường lối đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ của Việt Nam, Campuchia ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc về mọi mặt. Các chuyên gia quốc tế cho rằng đây là một bẫy nợ mà Trung Quốc dùng để kiểm soát Campuchia. Dù vậy, các nhà lãnh đạo Campuchia lại coi đây là một cơ hội do vị trí địa chính trị chiến lược của đất nước trong sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Họ tin rằng sự quan tâm và đầu tư từ Trung Quốc sẽ mang lại thay đổi tích cực cho quốc gia, dù giá phải trả là nợ công cao và nguy cơ mắc bẫy nợ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an và hẹn gặp lại trong bản tin sắp tới.